Tin Vatican, lần đầu tiên một giáo dân được bổ nhiệm đứng đầu một bộ của tòa thánh. Lần đầu tiên Đức Giáo hoàng Francisco bổ nhiệm một giáo dân đứng đầu một bộ của tòa thánh. Vị tân bộ trưởng là ông Paolo Ruffini, người Ý, giữ chức bộ trưởng bộ truyền thông. Ông Ruffini sinh năm 1956, có bằng tiến sĩ, gia nhập ngành báo chí từ năm 1979. Ông đã từng làm việc cho nhiều cơ quan báo chí, truyền thanh, truyền hình tại Roma trước khi chuyển sang làm giám đốc đài truyền hình TV2000 của Hội đồng Giám mục Italia. Ông Ruffini sẽ điều hành các cơ quan trong bộ truyền thông gồm tờ báo Quan sát viên Roma, đài truyền hình, đài phát thanh và văn phòng báo chí tòa thánh. Bộ truyền thông có khoảng 500 nhân viên làm việc. Đức Giáo hoàng bổ nhiệm ông Paolo Ruffini thay thế Đức ông Dario Viano sau vụ tai tiếng. Đức ông chỉ cho công bố một phần lá thư riêng của Đức Giáo hoàng Benedicto XVI, đưa đến việc một số thần học gia lên tiếng phê bình tư tưởng thần học trong quyển sách của Đức Giáo hoàng Francisco. Tưởng cũng nên nói thêm, Đức ông Viano từ chức Bộ trưởng Truyền thông vào tháng 3. Đến tháng 6 năm 2018, Đức Giáo hoàng Francisco cho biết, Ngài đã cứu xét việc bổ nhiệm một phụ nữ giữ chức Bộ trưởng Bộ truyền thông của Tòa Thánh, nhưng vị phụ nữ này không nhận vì đang phụ trách một nhiệm vụ khác.